Dinh dưỡng chiếm một vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cơ thể và giữ gìn sức khỏe của con người. Cơ thể chúng ta được tạo ra từ hàng nghìn tỷ tế bào khác nhau và chúng cũng cần các chất dinh dưỡng khác nhau để luôn khỏe mạnh. Một trong những chất dinh dưỡng ấy là axit béo thiết yếu omega 3. Tuy nhiên, không phải ai cũng có nhận thức đầy đủ về dinh dưỡng nói chung và về axit béo omega 3 nói riêng. Vậy omega 3 thực chất là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Bạn có biết là lợi ích của omega 3 đối với sức khỏe không? Tôi omega 3 rất tốt cho sức khỏe, giúp ta thông minh hơn và tăng cường trí não. Như là omega tốt cho tim mạch. Omega 3 chứa trong những cái thực phẩm nào? Omega 3 chứa trong những thực phẩm giàu chất béo như là thịt, cá, trứng, sữa và phô mai. Theo em được biết thì nó chứa ở trong dầu ăn. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, liệu là chúng ta đã hiểu đúng về omega 3 tốt cho cơ thể như thế nào hay không? Hãy cùng với Thanh Phương tìm hiểu về những kiến thức dinh dưỡng của omega 3 trong chương trình ngày hôm nay nhé. Việc thiếu hụt omega 3 sẽ dẫn đến sự suy giảm các chức năng quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là suy giảm trí lực, thị lực và dễ mắc các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta lại không thể tự tổng hợp được omega 3 mà cần được dung nạp từ các nguồn thực phẩm giàu omega hàng ngày. Axit béo omega 3 có nhiều trong các loại cá biển như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, trứng, các loại hạt giàu chất béo như hạt dưa, hạt bí, quả óc chó, dầu hạt cải. Mỗi ngày thì chúng ta cần cung cấp cho cơ thể bao nhiêu hàm lượng omega 3 là đủ ạ? Nhắc đến omega 3 đó thì người ta nhắc nhiều đến DHA và EPA. Vì hai cái axit béo này nó thuộc nhóm omega 3 và nó có một số các cái vai trò quan trọng đối với sức khỏe của con người của chúng ta. Thì như vậy cái hàm lượng mà sử dụng cái DHA và EPA mỗi ngày của một người bình thường á, theo khuyến cáo của Hiệp hội Quốc tế nghiên cứu về axit béo và chất béo là ít nhất là 500 mg. Còn đối với người bị bệnh tim mạch thì chúng ta lại theo cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ là mỗi ngày cần ít nhất là 1000 mg DHA và EPA. Và việc bổ sung thực phẩm có chứa omega 3 như là cá biển nè, trứng, các loại hạt có chứa nhiều dầu vân vân, như vậy liệu đã đủ và đúng với nhu cầu của cơ thể cần omega 3 chưa ạ? Trong cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch cũng như là khuyến cáo một cái chế độ ăn bình thường thì người ta vẫn khuyến khích rằng là ăn cá một tuần 2 lần và mỗi lần là khoảng chừng 85 gram cho đến 100 gram cá. Với cái lượng cá ăn như thế này thì chúng ta nhận đủ omega 3, tuy nhiên rằng là ở một số người không phải là ai cũng ăn được 2 lần cá mỗi ngày mỗi tuần. Ngoài ra thì những cái đối tượng khác nữa, ví dụ như là những cái người mà bị dị ứng với cá đó, hoặc là những cái người rất là kỹ tính, họ nghĩ rằng là trong cá có rất là nhiều những cái kim loại nặng mà có hại cho cơ thể, thí dụ như là thủy ngân nè, thí dụ như là chì nè, hoặc là có những cái chất độc, thí dụ như là dioxin, thì họ lại kỹ tính, họ không thích ăn. Như vậy thì nếu như trường hợp như mà không có sử dụng nhiều cá như thế thì chúng ta bắt buộc phải bổ sung từ những nguồn khác. Thưa bác sĩ có thể cho biết là những dấu hiệu nào cho thấy là cơ thể của mình đang thiếu hụt omega 3 ạ? Cái vai trò của omega 3 đối với trẻ con rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là nó sẽ làm cho thị lực của các em phát triển tốt. Là một cái thứ hai nữa đó là cái quan trọng nhất á, là nó phát triển cái trí não. Tự vì cái omega 3 tham gia vào trong cái quá trình mà myelin hóa cái tế bào thần kinh. Nó giúp cho cái dẫn truyền thần kinh nhanh và hiệu quả. Cho nên những cái em mà được bổ sung đủ omega 3 đó thì chỉ số thông minh sẽ cao. Đó là một cái thứ hai đối với người trưởng thành của chúng ta. Thì bất kỳ thiếu một cái dưỡng chất nào cũng sẽ dẫn đến mệt mỏi, trong đó có omega 3. Thì khi mà thiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta làm việc sẽ kém hiệu quả hơn, rồi dễ quên hơn, rồi cái chất lượng cuộc sống nó cũng giảm đi. Đối với những người bình thường chưa bị bệnh lý tim mạch thì nó sẽ ngăn ngừa để giảm bớt cái nguy cơ mắc phải các bệnh lý này. Còn đối với những người đã bị bệnh lý tim mạch rồi thì nó sẽ giúp cho cái người này khi mà sử dụng omega kiểm soát được bệnh lý của mình và làm cho cái tiến trình bệnh nó sẽ ngừng lại hoặc là rất rất là chậm. Nhịp sống năng động, chúng ta dễ dàng lơ là hoặc khó có thể đảm bảo việc cung cấp đủ hàm lượng omega cho cơ thể hàng ngày, nên cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt omega 3 nghiêm trọng. Dấu hiệu dễ nhận biết là sự suy giảm các chức năng quan trọng trong cơ thể, đặc biệt là suy giảm trí nhớ, thị lực kém hoặc mắc các bệnh về tim mạch. Vì thế, bên cạnh việc chú trọng đưa các nguồn thực phẩm giàu omega 3 vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày,
chúng ta nên dùng bổ sung viên uống omega 3. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng viên uống omega 3 chuyên biệt dành riêng cho từng đối tượng sẽ giúp gia tăng nhiều lợi ích đối với sức khỏe của các thành viên trong mỗi gia đình. Thường thường đa phần á, người dân của chúng ta khi mà cầm một cái viên thực phẩm chức năng hoặc là một cái viên thuốc để mà uống á, thì bao giờ cũng có một cái phân vân. Tốt nhất là chúng ta nên tư vấn, đương nhiên rằng là đây là những cái loại thực phẩm bổ sung, cho nên rằng là nó rất là ít ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng là một. Cái thứ hai nữa là thường đa phần các công ty sản xuất người ta đã nhắm đến cái hàm lượng được khuyến cáo bởi những cái hiệp hội quốc tế có uy tín. Cho nên rằng là khi chúng ta sử dụng những cái viên thuốc bổ hoặc viên thực phẩm chức năng để mà bổ sung omega 3 thì cũng không có gì phải quá băn khoăn. Đương nhiên rằng là nếu như chúng ta chọn thì chúng ta chọn đầu tiên là bổ sung từ thực phẩm. Còn nếu với những đối tượng bận rộn, tức là không thể nào có 3 bữa ăn mà do gia đình mình chăm sóc, nấu nướng kỹ càng và cũng không thể nào thực hiện được 2 lần ăn cá trong một tuần, thì lúc này cái việc bổ sung bằng viên uống omega 3 là cần thiết. Và bác sĩ có thể cho biết là những sai lầm nào mà người tiêu dùng thường hay mắc phải khi sử dụng những sản phẩm có chứa omega 3? Khi mà mình lựa chọn cái viên dầu cá đó, thì các bạn nên chú ý là cái hàm lượng của DHA và EPA phải đủ cao, tức là ít nhất là 500mg trong một viên. Đó, chứ nhiều khi là mình đọc á, thì mình sẽ thấy rằng là viên dầu cá là 1000mg, nhưng mà thực ra đó là dầu cá, chứ không phải là cái đó là hàm lượng của DHA và EPA. Thì các bạn chú ý như thế. Thưa bác sĩ, vậy thì làm sao để lựa chọn được những cái sản phẩm bổ sung omega 3 đúng chất lượng và tin cậy ạ? Đầu tiên các bạn phải chú ý đến cái hàm lượng của DHA và EPA được công bố trên cái sản phẩm mà mình mua, tức là có đạt cái mà mình mong muốn hay không. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta chọn công ty uy tín. Và đa phần các cái công ty uy tín này á, họ sẽ chọn cái nguồn cá sạch. Nguồn cá sạch này á, được bảo đảm là cái hàm lượng của các cái chất như hồi nãy tôi nói là dioxin nè, rồi thủy ngân nè, rồi chì nè, thấp, thật là thấp để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và đa phần là các công ty này họ được cấp cái giấy chứng nhận. Cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Nên đưa các thực phẩm giàu omega 3, cá hồi, cá thu, cá trích vào bữa ăn hàng ngày. Chủ động dùng thêm viên uống omega 3 cho bản thân và gia đình. Chọn dùng viên uống chứa 60% omega 3, chứa hoạt chất dành riêng cho từng đối tượng, trẻ em, người lớn, người già. Ưu tiên chọn dùng sản phẩm omega 3 từ nguồn cá biển sạch, đạt tiêu chuẩn chất lượng Eurofin Science.